đã chia tay bạn gái sau hơn một năm hẹn hò mối quan hệ giữa subin hoàng sơn và cô gái xinh đẹp nhn luôn là chủ đề nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía công chúng hơn một năm qua đứng trước nghi vấn hẹn hò cả subin hoàng sơn và nhn đều giữ thái độ im lặng tuy nhiên việc cả hai liên tục check in cùng một địa điểm thậm chí là thoải mái chụp hình chung được dân mạng cho là bằng chứng khẳng định tin đồn này vậy nhưng thời gian gần đây cả hai không còn chia sẻ những hình ảnh cùng thời gian địa điểm hay đi cùng nhau tới các buổi hẹn với bạn bè như trước theo nguồn tin thân cận subin và bạn gái đã đường ai nấy đi sau hơn một năm mặn nồng thông tin này càng có cơ sở để công chúng tin tưởng khi trong mv vừa ra mắt subin đã dành một chia sẻ ngắn cuối sản phẩm cảm ơn em người đã từng là một phần thanh xuân của anh theo nhiều khán giả chia sẻ này giống như một lời tạm biệt người yêu cũ mà subin muốn nhắn nhủ đáng nói đây cũng là chia sẻ được lồng ghép vào mv ngay sát giờ ra mắt về phía bạn gái subin hoàng sơn cô cũng đăng tải một clip với đoạn nhạc trong sản phẩm mới của subin lên trang cá nhân kem chú thích say goodbye mặc dù đây vẫn là cách ủng hộ bạn trai như thường lệ nhưng việc lựa chọn đoạn điệp khúc có lời nhắn say goodbye đã làm nhiều người tiếp tục đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại của cả hai